Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm bài so sánh giữa G3 cách 6 mới và G3 cách 6 chả có hành. Sau đây chúng ta sẽ so sánh G3 máy mới và G3 chả bảo hành. Đầu tiên ta so sánh bên ngoài hộp. Đối với G3 máy mới thì hộp trên nắp màu vàng và dưới có màu đỏ, có ai may trùng với máy. Và G3 máy chả bảo hành hộp được thiết kế đơn giản hơn với việc cách tông màu trắng và cũng có ai may trùng với máy. Sau đây mình sẽ mở hộp để so sánh về phụ kiện bên trong của máy. Hai máy đều có tai nghe quạt bích 2. Cáp theo máy. Pin 3000 mAh giống nha. Sạc 1.8 của chính hãng LG. Hai nắp sạc hoàn toàn giống nhau. Như vậy có thể thấy phụ kiện của hai máy thì giống nhau, nhưng có một điều đó là hộp máy G3 mới sẽ có sách hướng dẫn, còn đối với G3 máy chả bảo hành thì không có. Tiếp theo ta sẽ so sánh về thiết kế của hai máy. Về thiết kế của hai máy thì giống nhau về mọi mặt. Nắp lưng cách 6 máy mới là phiên bản L, còn máy cách 6 chả bảo hành là phiên bản S, nên logo có phần khác nhau. Mặt trước của máy đều có logo của LG. Ở đây mình sẽ mở nắp lưng của hai máy. Hai nắp lưng thiết kế giống nhau. Mặt sau của hai máy cũng tương tự như nhau. Nhưng có một điều khác biệt giữa hai máy đó là tem của G3 máy mới sẽ có tem màu trắng, còn G3 chả bảo hành sẽ có tem màu vàng. Vì sao máy chả bảo hành lại có tem màu vàng? Thứ nhất là để phân biệt giữa máy mới và máy chả bảo hành. Thứ hai, tem vàng là dành cho những máy được sản xuất lại lần hai, do lần đầu sản xuất xảy ra một số vấn đề nên nó được sản xuất lại một lần nữa. Tiếp đến chúng ta sẽ mở nguồn của hai máy. Giao diện mở nguồn cũng khá giống nhau. Đây là giao diện mở nguồn của bản S. Màn hình của hai máy cơ bản khá giống nhau và không có một điều khác biệt nào. Sau đây chúng ta sẽ cùng test phần camera của hai máy. Mình sẽ chụp thử để xem ảnh của hai máy sẽ khác nhau không nhé. Cùng sở hữu camera sau 13 MP, chụp hình nhanh, lấy nét bằng tia laser nên hai máy đều cho ra hai tấm ảnh rất đẹp và các chi tiết dường như được làm mềm lại. Sau đây là phần test video 2K. Hai máy đều sở hữu màn hình 2K. Mình sẽ test trước máy chả bảo hành. Nếu như bình thường ta có thể thấy phân biệt, ta không thể phân biệt đâu là màn hình Full HD và đâu là màn hình 2K. Các bạn xem video chỉ cần zoom lên sẽ thấy màn hình 2K sắc nét như thế nào. Các bạn thấy không, góc gõ nét. Tiếp theo ta sẽ test máy chính máy G3 cách 6 máy mới. Độ nét 2K cũng rất là rõ nét. Tiếp đến mình sẽ test tốc độ của hai máy với AnTuTu. Hai máy đều sở hữu chip Snapdragon 805, RAM 3GB, bộ nhớ lên đến 32GB và với hệ điều hành 4.4.2 của KitKat. Mình đã test xong thử hai máy, độ chênh lệch không quá nhiều. Máy G3 cách 6 mới mình cài đặt ứng dụng nên có lẽ điểm số có thấp hơn một chút. Bây giờ các bạn đã xem một bài so sánh giữa G3 cách 6 mới và G3 cách 6 chả bảo hành. Thì nhìn chung hai máy không có gì khác nhau từ ngoại hình, camera, phụ kiện, video, nhưng khác nhau về mặt hình ảnh.
trắng. Nhưng nếu các bạn mua G3 cấp 6 trả góp hành, các bạn sẽ tiết kiệm được từ 800 ngàn đến 1 triệu đồng và được bảo hành 1 năm tại cửa hàng như thế mới. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Cảm ơn.